Vâng, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Lực Tàng TV, tiếp tục cập nhật những thông tin tình hình của người ôm rắn. Lực Tàng TV sẽ cập nhật liên tục để gửi tới tất cả mọi người. Thì sáng nay Lực Tàng TV vừa mới cập nhật được một cái tin tức hoàn toàn là giật gân, hoàn toàn là nóng. Và tất cả mọi người nghe câu chuyện này có khả năng là phải rùng rợn. Và không tin tưởng tâm linh thì cũng phải tin. Thì hiện tại sáng nay Lực Tàng TV đã nhận được một cước điện thoại từ người hàng xóm gần ngay nơi khu vực nhà anh Tâm chị Tuổi ở. Và đã thông tin cho Lực Tàng mà nghe xong Lực Tàng TV rụng rời hết tay chân. Nói thật sự tất cả mọi người, Lực Tàng không sợ trời không sợ đất đâu, nhưng mà nghe cái thông tin này thì nói tất cả mọi người chứ run bắn hết người. Và hiện tại bây giờ nó rất là nguy nan, rất là cấp bách, và Lực Tàng TV sẽ phải lên để cho tất cả mọi người biết được cái thông tin này, một cái thông tin hoàn toàn động trời và giật gân. Thì Lực Tàng TV đã ghi âm lại cái cuộc gọi điện đó và được người đó giúp đỡ Lực Tàng cung cấp thông tin cho Lực Tàng, thì tất cả mọi người sẽ xem được sau đây. Nhưng trước khi vào cái đoạn ghi âm này thì Lực Tàng cũng bật mí cho tất cả mọi người biết đây là liên quan đến chuyện tâm linh, liên quan đến chuyện rắn báo thù nha mọi người. Không phải là Lực Tàng ngồi đây câu view câu like, mà đây trực tiếp do người dân, người hàng xóm ở khu vực Tây Ninh, ngay nơi khu vực mà con rắn bị bắt, đã cung cấp thông tin và có nói rằng là những người đi làm ở khu vực đó đã phát hiện thêm một con rắn nữa nha mọi người. Một con rắn nó rất là to luôn. Con rắn đó dự kiến là theo dự đoán của người ta sẽ gấp đôi con mà anh Tâm bắt đó mọi người ạ. Rất là sợ luôn. Thì người ta cũng có nói rằng là con rắn đó là con rắn đực, và đã xuất hiện thêm một con rắn cái. Con rắn cái thì bao giờ nó cũng to hơn mọi người ạ. Lực Tàng làm video trước, Lực Tàng cứ nghĩ đâu là cái con rắn anh Tâm bắt là con rắn cái, nhưng mà hiện tại bây giờ là xuất hiện con rắn cái nha mọi người. Con anh Tâm bắt là con rắn đực. Con rắn đực nhỏ nhỏ hơn 4,6 kg nha mọi người. Còn con rắn cái này á, dự kiến đến 9 kg, gấp đôi con kia. Thì đã có rất là nhiều người phát hiện và hoảng sợ trong khu vực đó khi làm mãn cầu cũng như làm rẫy xoài đó mọi người. Đi cắt cỏ người ta thấy, người ta bỏ chạy mất dạng mất dép hết luôn. Thì hiện tại bây giờ đã có thông tin, thì bây giờ mời tất cả mọi người vào cái cuộc ghi âm để cho tất cả mọi người cùng hiểu được sự việc. Xin mời tất cả mọi người ạ. Mày có tin rằng là Tâm Linh không? Dạ, nói đi. Tâm Linh. Bây giờ con rắn cái nó đã xuất hiện rồi đó. Con rắn cái này bự cỡ 9 kg đó. Tại chỗ đó luôn. Trời ơi, có tại người thấy. Con rắn chưa, con rắn mà Tâm nó bắt á. Có người thấy luôn rồi hả? Mấy người chiều này mấy người mà ta đi làm mãn cầu về rồi ta xuống ta chia sẻ với tao đó. Con rắn cái nó đã đi tìm con rắn đực á, con rắn đực là anh Tâm đã bóp cổ nó đó, nhưng mà bó cái miệng nó bằng keo trắng, nó đã chết rồi. Nhập tao ở tại chỗ nào rồi tao dẫn đi, rồi tao lấy máy quay phim tao đi lên cảnh nữa, rồi lên rồi tao lên cảnh mà tao đi mình tao lạnh giò á, tao không dám vô. Ngay chỗ mà có tao có đưa cái tin mà coi như là hai cái dừa với là cái đèn với là cái bình bông đó, biết không? Dạ. Ngay chỗ đó nó đã bị đổ, bị nổ, nó đổ, nó nổ á, biết không? Nó nổ, bị đổ chứ không phải là sét đánh. Ta là mưa gió gì đó thì tao được anh em đưa tin cho tao, thì tao cũng rất là muốn mày, tại vì mày nói cái gì cũng là chuyện thật không đó. Thì bây giờ á, nếu ngày mai lên thì hẹn ở đâu, hẹn chỗ nào, cái số điện thoại tao đang gọi mày á, mày cho lại anh em nào mà tin tưởng nhất đi, phải ba thằng bốn thằng đừng bảo vệ với nhau, chứ không phải mà len chen vô đó là đụng tấn số á. Tại vì con rắn này nó đi tìm cái con rắn thương rắn đực, đúng không? Thì đúng rồi, chắc cú rồi, em nghĩ là có đôi có cặp đó, mà cái con thì kia tao mới nói này một câu nói, tao cũng tin tưởng con rắn này lắm. Tao đã nói đem con cách đại vì lúc mà đưa con rắn ở trong bệnh viện á, thì tao nói là bà đem con rắn về nhà nó chôn, chứ đừng nói chôn ở ngay chỗ đó là không có tốt. Rồi vì chôn ở đâu con rắn thì nó cũng phải đi tìm mà kiếm thằng Tâm hết á, biết không? Dạ. Tao lên nhà anh Tâm á thì tao lục hết rồi, tao không thấy chôn con rắn trên nhà anh Tâm. Mà tao nói là dù muốn dù không cũng phải về lập bằng một cái miếu cúng kiến giấy liền cho con rắn cái nó về, nó không tha thứ cho mình được. Còn cái này nó chưa về, chưa có gì hết rồi, nó đã đi mua chiếc xe rồi, là coi như mạnh thường quân hiện bây giờ người ta đang bức xúc về cái chiếc xe này mà nó đi mua, người ta ta bực mình lắm. Dạ. Chiều nay bà con hàng xóm láng giềng đó là thấy một con bự lắm hả? Yếu thì người thấy, tự nó không phải một mình tao đâu, nhưng mà còn hai ba người đi ngoài quảng cầu về, người ta thấy, người ta xuống đó chia sẻ với tao liền, tao biểu thôi bây giờ sáng mờ này tao lên đem máy móc rồi lên đi quần tụi nó, tao lên tao thấy rồi, tao lên tụi tao thấy lạnh giò quá, tao đi về. Thì bây giờ tao mới điện cho mày đó. Vậy là chắc bà con hàng xóm mà đó chắc giờ chết khiếp rồi ha.
Không ai dám lên đó hết á, nó thẳng ra không ai dám lên đó đó. Trời ơi, vậy là tâm linh là có thiệt rồi chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì cái lúc mà nó bị con rắn cắn á, thì anh Thanh cắt cỏ cũng, tao cũng biết nữa. Dạ. Tao cũng biết ảnh nữa. Rồi ảnh đưa cái sợi dây ràng á, ràng cái giò nó lại một sợi không đủ, phải lấy hai sợi dây ràng, ràng mới đủ. Rồi không ngờ là anh tài xế chở ba cô gái đi trên đường lên núi mới lạc đi. Đó thì ảnh đi ngang đó thì ảnh nghe tiếng kêu cứu, ảnh mới bỏ ba cô gái lại ngay chỗ cái ngã ba đường đi qua núi á. Dạ. Rồi ba cô gái ngồi ở đó rồi bắt đầu ảnh mới là đưa anh Tâm đi về bệnh viện, thì lúc đó thì tao đã hai mà tao không theo kịp. Dạ. Đó đi ra tới ngoài là đưa anh Tâm đi về bệnh viện Chợ Rẫy rồi, cái gì tình hình tao nắm hết rồi nhưng tao không có dám đưa cho ai hết á. Cái bây giờ nó làm bức xúc quá là bắt buộc mình phải ra mặt thôi. Tao đã bức xúc lắm rồi, tại vì số tiền tao đang cầm trong mình là mười mấy triệu lận. Mình đã đi gom từ đồng, từ cắt, từ tung, nhưng mình căng cổ nhất nha là mình tự bỏ ra chứ mạnh thường quân không có đưa cho mình. Không? Và bây giờ bữa nay tao nằm ở nhà, họ kêu. Đó, thì tao mới vừa điện mày thì có một số anh em xuống rồi bây giờ nói thắng lên. Bây giờ con rắn nó đã xuất hiện rồi, tụi mày có ý kiến gì không? Tao nói giờ tôi muốn sáng mai nay tao lên. Mà tao lên rồi đủ mà tao không dám vô mày ơi. Ờ. Lạnh giò kỳ cục, cứ mỗi lần tao lên là đủ mà tao lên. Cái ngày đầu tiên tao lên là tao đi tùm lum ở trong đó hết á. Thì ở bên đó nó có hai cái giường mãn cầu. Tuốt ở trong, ở ngoài là tường đập cái động đất cài. Ở bên trong là một cái giường mãn cầu. Bên tay phải là một cái giường mãn cầu. Bên tay trái là một giường mãn cầu với một cái lùm cây lớn lắm. Mà hiện bây giờ con rắn nó đã xuất hiện rồi mà người ta nói là với tao là con không biết là trốn ở cái khu vực nào. Nếu mà mình có cái máy mà là rắn nó biết không, yeah. Thì có thể tìm ra nó được nhưng mà cũng phải cẩn thận đó. Đi phải mang giày, đừng có mang dép, mang giày cực cao á, giày con chung á. Yeah. Thì mặc may được, chứ nó mà cắn một cái là đụng mắt trời cứu đó mày. Con rắn này tới 9 ký luôn á. Trời ơi, vậy là con rắn bự đó là con rắn cái á, còn con rắn nhỏ kìa. Con rắn cái, còn con rắn mà 200 cà ram á, nó bán 250, nó 800 cà ram. Trời, tao nghĩ con rắn nó cũng là chắc là con của hai con rắn này quá. Mà gần cái núi Bà Đen đó nữa, cái núi Bà Đen đó nó linh thiêng dữ lắm, nghe đâu trên núi nó có cái hang cách đây 10 năm đó, là cái núi Bà Đen nó rắn nhiều lắm. Dạ. Rắn không thể tưởng tượng được. Nhưng mà anh em bắt tiết luôn, mà anh muốn hết mẹ nó rồi, nhưng mà không ngờ là tới 2020 này mà nó xuất hiện ra hai con rắn này. Giả đi bắt rắn, giả luôn cũng bắt cái gần cái tâm con chứ không ít thôi. Bắt nó bán nó nhậu, bán rắn lớn nó bán, rắn nhỏ nó nhậu, nhậu tao nói hết luôn cho mày nghe. Dạ. Thì tao là cũng ăn một nói một, ai biết đâu, thì để đi. Nếu mà anh em mà lên kịp để tao đi. Ngày mai tao mang dài vô rồi tao đi lên cảnh. À, thì anh quay được thì có một chi tiết nào thì gửi qua cho bên em. Tao nói thì tao làm đâu ra đó hết được ơi. Dạ. Anh chú Thắng năm nay cũng 59-60 tuổi rồi. Nói không bao giờ nói tầm bậy. Dạ. Chú cho cháu hỏi cái trên cái núi Bà Đen đó nó có một cái đền thờ rắn đúng không chú? Có. Ờ. Có. Nghe đâu mấy năm về trước có một con rắn quấn quanh cổ cái tàu. Có 10 năm về trước thì rắn nhiều lắm. Có à. Thẳng này là khu vực ở cái nhà ta đang ở bây giờ hồi trước cũng rắn không mà đụng vô nhà đụng ăn chó nó mắc hết à. À. Mà bữa nay là cái nhà ta không còn nữa, ta cũng lớn á. Ta nghe nó rắn hổ mang là ta sợ lắm. Rồi, vợ chồng ông... Ừ, mà hổ mang thường ta cũng sợ nữa, mà hổ mang chúa thì tao chưa thấy, mà bữa nay tao mới thấy con hổ mang chúa nó cắn nó đó. Là tao nói tại vì mười mà mấy năm nay mà sao không thấy rắn. Mà là năm 2020 này là năm nay năm canh tí mà tại sao xuất hiện hai con rắn này, mà không ngờ là giả bắt con rắn này mà giờ còn con rắn cái xuất hiện nữa. Dạ. Đây là gia đình nhà ôm rắn này là phải hết sức cẩn thận chứ không phải đơn giản đâu nha. Thì đó, dù mình có thấy cái gì mình đừng có chọc ghẹo nó, là nó không bao giờ nó cắn mình. Mà mình đã giết con rắn nó rồi thì đương nhiên con rắn cái nó phải đi kiếm đó. Dạ. Tại vì con rắn cái nó hai con, lúc nào rắn không mang cũng đi một cặp tao rồi chứ không mà rồi đi một con. Đã nói với mày, nếu mà tao đã quay clip rồi là tao hướng tới mày luôn, chứ tao không có đưa cho thằng nào hết á. Đã nếu tao quay được là coi như là tao luôn vô thể nhớ hết à. Dạ. Tao quay được là tao luôn thể nhớ hết rồi. Tại vì vừa qua đó cũng mười mấy hai chục cái cộng đồng anh em lúc mơ lên quay mà tao không có để, tao không có nói. Ai làm thì làm, tao không có nói mà cũng không ai biết tao là ai hết á. Đó, tao nói mày vậy thôi.
Chúng tao thấy mày nói ra những cái gì mà tao đã theo dõi này là 10 ngày rồi, tao thấy mày nói cái gì không sai đâu. Dạ, vậy cháu đã ghi âm đây rồi, có gì ngày mai cháu lấy những cái đoạn cần thiết nào mà nói về cái chuyện xuất hiện con rắn kia thì cháu đăng lên trên YouTube nha chú. Thì tất cả mọi người vừa nghe được cuộc ghi âm, đây là cuộc ghi âm chính từ người hàng xóm ở trên khu vực Tây Ninh gọi điện về cho Lực Tàng TV nha mọi người. Không phải câu view câu like mà Lực Tàng gọi điện cho người này người kia đâu. Đây thật sự luôn, một cái câu chuyện hoàn toàn thật sự. Không tin mọi người cứ hỏi khu vực xung quanh đất Tây Ninh, rồi cũng sẽ có video clip nói về thông tin này để cho tất cả mọi người cùng biết. Đó là cái thông tin hiện tại bây giờ xuất hiện một con rắn cái. Thì tất cả mọi người biết là nhà anh Tâm chị Tuổi kia hãy cẩn thận về cái vấn đề này. Không phải là tâm linh không có đâu nha mọi người, có đấy. Và hiện tại bây giờ đã xuất hiện nó rồi thì tất cả mọi người nên nhớ là tại sao trước đó không xuất hiện hình ảnh của hai con mà mới xuất hiện một con mà bây giờ người dân lại phát hiện thêm. Thì nghe như theo lời của chú ấy nói trong đó thì tất cả mọi người biết rằng là đã có 3-4 người nhìn thấy trong cái ngày hôm đó, tức là ngày hôm qua luôn nha mọi người, mới ngày hôm qua đây thôi chứ không phải là ngày hôm nào đâu. Đó thì chú ấy có nhắc rằng là về cái chuyện tâm linh thì rắn ở khu vực núi Bà Đen nó rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ là trong vòng mười mấy năm nay á, chưa xuất hiện những cái con rắn hổ chúa to đến như vậy, chưa ai nhìn thấy. Nhưng mà từ khi anh Tâm bắt con rắn đó thì hiện tại bây giờ lại thấy được những cái con rắn hổ mang chúa to lớn đến như vậy. Thì tất cả mọi người biết rằng là rắn nó có đôi có cặp và nó đang đi tìm kiếm nhau đó. Và không biết được là trong cái giai đoạn mà anh Tâm bắt rắn đó thì không biết là có bắt được dòng họ nhà nó hay không. Thì có nghe theo lời chú thì nói là hai con rắn nhỏ kia là có khả năng là rắn côn. Còn cái con rắn mà anh Tâm bắt và hiện tại bây giờ đã chết rồi á, thì con rắn đó là con rắn đực, con rắn cha. Và con rắn mà 9kg mà đang xuất hiện ở trong khu vực đó là con rắn đó là con rắn cái. Thì tất cả mọi người nên nhớ rất là ớn lạnh. Lực Tàng nghe anh đâu, Lực Tàng sợ anh đó. Và không biết được là cái sự thật ở trên nó như nào, nhưng mà để cái chú ấy sẽ quay những cái hình ảnh trực tiếp nếu như phát hiện ra được nó mà quay được một ống kính hoặc là chụp được một tấm hình về nó thì nó quá tuyệt vời. Chú ấy nói là chú ấy lên sẽ quay nhưng mà chú ấy run sợ quá. Chú ấy ai mà chả không sợ mọi người. Trời ơi, một con rắn đã chết rồi mà tự nhiên xuất hiện thêm một con ngay cái khu vực mà anh Tâm bị cắn đó nữa thì tất cả mọi người biết rằng là nó ở luẩn vẩn đâu đó thôi và nó đã đang đi tìm gọi như là chồng của nó đó mọi người ạ. Đó, nghe thấy sợ thật. Tàng không phải vẽ chuyện đây nói cho tất cả mọi người cùng nghe đâu, nhưng mà cũng mong tất cả mọi người thông báo cho vợ chồng anh Tâm chị Tuổi biết. Nếu như chưa xem được video này thì hãy cẩn thận về cái vấn đề gọi như là đi vào những cái bụi rậm hay là đi lùng quanh nhà hay là này kia, nếu nó biết được nó mò đến thì đúng là nguy hiểm thật. Trời ơi, Lực Tàng nghe đến cái thông tin này mà Lực Tàng rợn hết tóc gáy, rợn hết da gà, sợ quá mọi người ạ. Cũng mong sao cho cái chuyện tâm linh nó không có thật, nhưng mà hiện tại bây giờ là có rất là nhiều người người ta đã từng biết rồi đấy, mà đã ghi trong sử trong sách rồi nha mọi người, chứ không phải là mình nói suông đâu. Thì Lực Tàng cũng đã có lên những clip mà nói về cái chuyện rắn báo thù rồi rắn ở miếu thần miếu hoang đó mọi người. Thì nhiều người cũng nói ở khu vực Tây Ninh thì ngay dưới chân núi Bà Đen đó thì ở trên núi là rất là nhiều những cái tượng Phật tâm linh thần thánh, rồi cũng như là có một cái đền thờ rắn đánh chúa luôn nha mọi người, không phải bình thường đâu. Nó có đấy, nó có tâm linh đấy. Nó nói chung là Lực Tàng không muốn tuyên truyền tâm linh mê tín dị đoan cho tất cả mọi người, nhưng mà hiện tại bây giờ thực chất là người dân đã cung cấp cho Lực Tàng nói rằng đã có con rắn to đến mức độ khoảng 9kg, gấp đôi con rắn đó. Thì tất cả mọi người nên nhớ rằng chúng ta hãy cẩn thận là tốt nhất, và hãy mong làm sao người dân ở khu vực đó nếu như vào rừng, vào vườn, vào tược, vào những cái khu rậm rạp thì cố gắng đeo ủng đồ này kia bảo hộ thật là thật là kính. Lỡ không may mà nó cạp cho một phát nữa thì chắc có khả năng không may mắn như thế là anh Tâm chị Tuổi khi đâu đó, thì rất là nguy hiểm mọi người ạ. Sợ quá. Thì cũng rất mong mọi người chia sẻ video này để cho tất cả mọi người biết được thông tin này. Và trong thời gian sắp tới sẽ có những thông tin liên quan đến tình hình con rắn thứ hai này xuất hiện nữa hay không, chụp được tấm hình nào thì Lực Tàng TV sẽ đưa lên cho mọi người cùng biết và chứng thực rõ ràng thông tin như thế nào. Lực Tàng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.